triết lý của Sakya Muni và đạo Phật ngày nay. Con người vốn có căn bệnh dễ nhìn thấy cái xấu của người khác hơn những cái tốt của họ. Trong một gia đình muốn được đầm ấm, an vui, người cha phải biết chăm lo, bảo vệ cho vợ con. Người mẹ phải biết dạy dỗ, nhân cách, đạo đức cho các con và làm chỗ dựa về tinh thần cho người chồng. Người mẹ thật sự là một nền tảng quyết định hạnh phúc hay thất bại của một gia đình. Cũng vậy, trong một xã hội, chính quyền cũng giống như một người cha và người mẹ đó chính là đạo Phật. Thích Đức Viên. Không buồn, không giận, không oán trách, chẳng thương, chẳng nhớ, chẳng buộc ràng, đúng sai phải trái, thôi tranh cãi, hít sâu, thở dài, giữ tâm an. Vào nơi tôn kính vứt bỏ ý nghĩ đời, tới cửa từ bi noi theo tâm hồn đạo. Thích Thanh Cát. Ai nuôi tâm từ bi, thức an vui, ngủ an vui, sống an vui và chết cũng an vui. Kinh Pháp Cú. Đón đưa nhau chẳng bến bờ, có không hồ dễ đợi chờ buồn vui. Bước chân đi giữa cuộc đời, giang tay nước mộng, môi cười thơ ngây.